Kính thưa quý vị, nhện là một loại côn trùng rất phổ biến ở nông thôn, thường làm tổ nhiều trên các tán cây cao và rộng. Trước giờ thì thấy nhện bám cây, nhiều người vẫn thường dọn dẹp cho thông thoáng, chứ không ai nghĩ là sẽ có lúc nhện cũng kiếm ra được tiền. Hiện nay tại nhiều vùng nông thôn của tỉnh Hậu Giang đang nở rộ phong trào bắt nhện làm mồi câu cá. Một việc làm khá đơn giản nhưng mang lại nguồn thu nhập rất cao. Họ đã làm điều này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Để bắt được nhện chỉ cần dùng cây quét qua tổ, nhện sẽ bám vào cây. Các loại nhện thường được săn bắt nhiều là nhện hùm, nhện chân dài, nhện túi vàng, vì đây là những loại nhện to xác, có độ tanh nhiều, rất thích hợp làm mồi câu cá. Nhện được săn bắt chủ yếu được nấu thành cháo, phối hợp với một số nguyên liệu để chế biến thành mồi câu cá. Theo nhiều hộ làm nghề bắt nhện ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết, nhện sau khi bắt về sẽ được bán cho các đầu mối ở thành phố Cần Thơ với giá 800.000 đồng 1 kg. Tăng 200 đồng 1 kg so với thời điểm cách này một năm. Trung bình một người, mỗi buổi có thể bắt được từ 1 đến 1,5 kg. 1 kg nhện từ 250 đến 300 con, trừ hết chi phí cho thu nhập gần 1 triệu đồng mỗi ngày.